Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Hi, mình là Mỹ Tâm. Hôm nay mình lớn sân vô sau bích. Mình hát cho các bạn nghe nha. À, em đẹp không cần son phấn, xin thầm xin thầm xin rất hiền. Không quần jean dài cao gót, em chọn cho mình em áo dài. Duyên dáng. Duyên cái đầu mày á. Ra phụ bán bánh canh kìa. Em muốn được cùng anh đến phương miền Bắc, tình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Ghét ghê vậy đó hả? Người ta đi biển có đôi, còn em đi biển mồ côi có một mình. Giận dễ sợ luôn à. Mà phải chi là em xấu đâu thì em mồ côi không đành. Đằng này em đẹp quá mà, em lộng lẫy, em lung linh, em lấp lánh quá mà. Vậy mà em mồ côi một mình 30 tuổi đầu rồi, bà già không cho lấy chồng. Trời ơi, tức dễ sợ luôn vậy đó hà. Tỷ sao 30 tuổi rồi mà không có cho lấy chồng, tức chứ. Bây giờ tức bà già quá. Ê chết cha, nãy giờ mình nói mình tức bà già rồi mình quên. Hôm nay giờ sáng giờ chưa có selfie để bỏ lên trên mạng câu like. Mình cứ kiếm cái chỗ nào mình selfie cho nó lạ lạ coi nè. À, đây rồi nè. Cái chỗ này lạ lạ, chưa có ai selfie bao giờ nè. Cái bàn thờ. Ê, được nè. Vô coi. Con gái con nứa gì đâu mà tao quánh mày lên bàn thờ ngồi luôn à. Bàn thờ bà ngoại mày mà cũng phóng lên, mày phá được hả? Trời ơi. Trời ơi, Tâm ơi Tâm. Dạ. Má đặt cho con cái tên Nguyễn Thị Tâm, nó đẹp quá mà. Bộ nó xấu lắm sao mày đặt Mỹ Tâm? Dạ. Trời. Mày đặt Mỹ Tâm mà chẳng lẽ nó đổi tên Kỳ Duyên? Trời. Chứ má không lẽ giờ con để con loài Tâm rồi, nãy giờ tụi nó lấy tên con ra nó bán vé quá kìa mày thấy không? Mày là Nguyễn Thị Tâm. Dạ. Mày rảnh quá mày lên mạng nha. Mày làm cái video clip làm sao mà bây giờ người ta lên chở người ta không có like mày, mà người ta kiếm tao, người ta chửi tao banh xác. Người ta nói tao mẹ bán cánh bên cua mà giữ quánh con, mà không quánh mày sao được. Con gái 30 tuổi đầu rồi mà. Ủa mày bộ mày chế độ nhúng tự động hả mày? Dạ, 30 tuổi rồi tự nhiên cái nó nhúng suốt ngày vậy đó má. Đứng im đừng coi nó đi. Làm gì ướt nhẹp vậy? Dạ, con đi biển mới về. Trời ơi con ơi, má đã buôn bán mệt mỏi tuốt ngoài biển từ sáng tới chiều, tôi kêu mày ở nhà bị mấy gái đẹp mà mày nghĩ sao mày ra biển mày tắm mà mày bận đồ bộ. Trời ơi, má nghĩ sao vậy? Thì má cũng nói rồi, mình là gái nhà lành mà mình phải bận đồ bộ vậy người ta mới thấy hiền lành. Dạ bận đồ bộ thế nhưng con có hé lộ nội y. Cái gì? Mày mới nói gì mà hé lộ vậy? Con nói hé lộ nội y, mình có cái chút đường cong mình phải khoe khoe chứ má. Trời ơi, vậy mà ác dễ sợ luôn má. Con vừa hé lộ nội y thôi, trời ơi, nguyên một bãi biển bao nhiêu con người, vừa con hé lộ một cái thôi quay lại biển vắng tanh. Trời ơi. Bởi dạ. Vậy tôi đang bán bánh canh ngon lành, tôi quay qua quay lại tôi thấy không còn người nào hết trơn, cái biển vắng que. Là tại mày hả? Không, con nói chơi vậy thôi chứ thật sự ra cũng còn có hai người. Trời ơi, con quay lại tôi nói gặp hai anh đứng trời ơi giảm dở vậy đó, cái con muscle mà nó bự chà bá vậy đó má. Trời ơi, cái ngực sáu múi vậy đứng trời ơi, anh cầm hai cái cây dài thì dạ anh chọt cho người con. Cái gì? Đàn bà con gái mà tao lấy cây chọt cho người mà đứng im. Dạ đâu có, dạ anh cầm hai cái cây cờ đen đó, dạ anh cắm trước cái chỗ con đứng, anh để là cắm xuống biển tắm để cho người khác tắm. Nhan sắc mày á chắc cỡ hà mã hay sao mà tao cấm mày tắm biển luôn. Con giống hà mã. Thái con vui quá. Giống hà mã vui quá. Vui quá má ơi, giống hà mã. Làm gì vui? Trời ơi bây giờ họ hà nó có giá lắm má ơi. Dạ.
Mấy thấy không? Hà Phương, Hà Tăng, Hà Hồ toàn lấy tỷ phú với đại gia không à. Trời ơi con Hà Bá vậy con lấy ai má? Mày lấy Hà Bá. Hà Bá nó chịu nổi mày nha. Thôi bây giờ đừng có nói nhiều. Nhiều cái thôi má đừng nói. Con nói thiệt nhiều con biết má có phải má ruột con không? Mẹ chắc mẹ mình quá à. Sao vậy? Để cho má suốt ngày má cái sỉ dục nhan sắc con là sao? Má nghĩ coi con đẹp quá mà. Má nghĩ sao mà má không cho con đi lấy chồng? Lớn rồi mà không cho lấy chồng rồi tự nhiên nói ta lấy chồng về rồi không biết làm gì. Con gái đẹp á, người ta lấy chồng không sao, đúng không? Bị đẹp quá về nó nâng niu. Còn con gái xấu về nó lấy nó đánh cho nên thôi đừng có lấy. Má nghĩ thử nó có cơ hội nó đánh con à. Má nhìn cái mỏ của con đi. Trời ơi, con bao ăn với má rồi con chạp là nó tới cùi đó má. Má nghĩ sao mà nó có cơ hội nó hãm thì hại con. Vậy má mới nói. Ừ? Hiểu không? Cái gì? Mà con nói thiệt má kỳ quá à. Tự nhiên má hận đàn ông. Rồi tự nhiên giờ cái không cho người ta lấy chồng. Ai cho không cho lấy chồng? Tôi cho lấy nhưng mà tôi không thích lấy tuổi khỉ. Ừ? Cái gì vậy? Tự nhiên tuổi khỉ nó có gì đâu tự nhiên không lấy. Tuổi khỉ nó không có chung thủy, không có lấy. Trời, tự nhiên má dị đoan. Tự nhiên cái tuổi khỉ nó không chung thủy thì người ta năm sinh năm khỉ thì người ta phải là tuổi khỉ thôi chứ làm gì. Không, tôi không có thích mấy người tuổi khỉ. Tuổi khỉ là cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, cái thứ uống chanh mà không có lấy đường, cái thứ ăn bánh canh, ăn cua mà không ăn giò, ăn hành mà không ăn ngò, ăn huyết mà không ăn tiêu. Ê má, hỏi nè. Gì? Hình này là ai mà sao ngày nào ba bữa ba cử má cũng đến đây má phăng nút biến vô trong đây là sao má? Má nói quá à, con hỏi thiệt má, tại tao nói thiệt đi. Này mà má thương hay má hận mà sao má làm vậy, má nhớ từng chi tiết quá vậy? Thì tôi không có ưa. Thì tôi thích cái phun nước biến tôi phun được không? Nhà này tôi là má hay là cô là má? Thì má là má nhưng mà má nhưng mà má phải cho con lấy chồng chứ, về tóm lại là con muốn lấy chồng. Má cho con lấy nhưng không được lấy cái thằng Andy tuổi khỉ. Trời đất ơi, người ta tên Andy, người ta ở Mỹ, người ta có tiền tỷ á, rồi người ta có sức khỏe bền bỉ, điều đặc biệt là súng ống đạn bắn rình rỉ. Bắn bao giờ mà biết rình rỉ? Ý con nói là anh thích chơi game á. Dạ, anh thích chơi game, anh thích bắn súng á, bắn thằng 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 thằng. Con có hứa anh rồi, nếu mà anh về đây con chơi ảnh liền. Đó, anh bắn con bắn ảnh. Còn với anh bắn game, trời ơi mệt má quá à. Nói chung là anh đi là được rồi má ơi. Mệt quá, bây giờ muốn lấy ai cũng được, không được lấy tuổi thân, tuổi khỉ. Hôm nay tôi mời thầy Pháp tới rồi, người ta cắt duyên âm cho cô, nghe chưa? Là cô sẽ nghe lời tôi. Tôi đặt đâu con ngồi đó, không có lấy anh đi, anh biết có tuổi khỉ gì ở nhà này hết trơn rồi á. Tôi bây giờ ở nhà này tôi là chồng. Everybody home. Who's it? Thằng 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 thằng. Bớt rửng mở lại nha. Dạ, dạ. Bớt lại. Dạ, tại em thấy anh đẹp trai quá em kìm hãm không được. Dạ. Ai mà rong rỡ ngoài vậy Mỹ Tâm? Dạ ai vậy? Dạ. Ôi trời ơi, xách cây kiếm. Trời ơi, cái cây dài thòn vậy là ông thầy rồi. Tôi đâu có ngờ trẻ gì mà đắc đạo dữ vậy. Dạ rước thầy, dạ cung thỉnh thầy. Ê. Thầy là thầy phải không thầy? Vô con cổng thầy vô. Cắt duyên âm cho gia đình con. Dạ, thầy ơi, trời ơi, tôi biết mà. Đây thầy ngồi đây, thầy ngồi đây. Mà giờ anh nói đi giờ anh là ai để cho má em biết. Thì đó, hết mẹ rồi tới con. Nha, nghe đây. Dạ. Tôi. Dạ. Xin tự giới thiệu. Tôi ở đợi của thầy Tư. Chẳng lẽ tán cái chứ thiệt. Dạ, dạ làm ơn rước thầy để vô giùm nè, dạ. Không có để cho người ta nói. Dạ nói. Thầy từ từ vô. Dạ. Thầy biết là vô đây là dông nè, dông dập dìu, dông ồn ào lắm, thầy vô không có tịnh tâm được. Cho nên phái ta vô đây trước. Đây, xin mời, hãy ra đây. Dạ. Lập dạ. Đàn rồi xong hết rồi mới mời thầy vô. Con gia chủ nhà này. Rồi, xin mời. Dạ. Em có ngồi rồi. Không? Em có ngồi không? Em đừng rửng mở nữa nha. Dạ, vậy thôi. Chừng nào kêu tới em rồi em mới lên tiếng nha. Rồi, dạ thôi em ngồi đây. Dạ, ngồi đây hả thầy? Ngồi đó, để chờ lập đàn cái. Đây. Trời, ông thầy đó bộ đắc đạo lắm, sao mà gắt dữ vậy thầy?
giúp cho chân tay. Dạ, chùm má lại. Hả? Từ đó giờ tôi mới thấy người ta chùm đội này giống đội cao đậm vậy kì vậy. Ê, ê! Thầy, thầy. Ê, từ từ. Dạ. Cứ ngồi đó, đây. Cúng là phải có lễ đàng hoàng, trái cây. Dạ đâu? Đây, đó. Ủa cháu cúng cầm trái đoạn hậu vậy thầy? Kinh tế khó khăn cúng trái thôi. Nha. Dạ. Rồi chờ đó. Từ Đức ơi. Dạ. Dạ. Cung thỉnh thầy Tư. Cung thỉnh thầy Tư. Hôm nay có chuyện gì mà gia chủ thỉnh thầy về đây? Trời ơi, cái giọng nghe sang sảng, cái giọng biết thầy rồi. Dạ, dạ thầy, hôm nay con muốn thầy, thầy cắt duyên âm cho nhỏ gái con. Dạ, cho lấy chồng mà đừng lấy tuổi khỉ. Không, nó muốn... Đứng im coi. Dạ, con ngồi im mà thầy. Không, đang nói hai cái giọng kia. Trời, nhà con nhiều giọng dữ rồi thầy. Nhiều giọng lắm. Dạ. Nhà này rất là nhiều giọng. Dạ. Gia chủ. Dạ. Sẵn sàng ngồi cho dông nhập chưa? Dạ con sẵn sàng rồi. Coi thằng quỷ nào đi trước tao thắng gấp dữ vậy. Thầy, ủa thầy hả? Dạ xin lỗi thầy, thầy thắng thì phải báo chứ thầy. Thầy ơi còn con nữa thầy. Chết nó quỷ đi. Chết nó. Trời ơi, tự nhiên ở đâu chui với chân. Hai mẹ con nhà này sao nhoi quá. Đừng im coi. Có sao không? Trời. Làm lễ cổng. Chết rồi. Trời ơi, bánh chi bà cha. Dòng không à. Lết bánh luôn thầy ơi, thắng thì phải báo thầy ơi. Đi theo ông chị. Dạ con biết, con nghe nhạc là con đi à. Bà tuổi gì? Dạ con tuổi Dần. Bà tuổi Dần với bà đâu phải tuổi Ngọ đâu, bà như con ngựa vậy. Nhạc lên cứ đi. Đứng lại. Bà làm gì á? Tưởng thầy rước con qua Campuchia trục xuất dông. Cái con điên này tao mệt nó lắm rồi nha. Dạ, thầy. Cỡ ba cái con mày mướn tao kiểu này chắc tao chết. Mang lại. Ê cái này con biết nè. Qua tới Lào rồi. Trời ơi, cái này con biết. Cái này con chịu, con có đi nước này rồi. Mày đứng lại. Nhoai hoài. Thầy ơi thầy, thầy có trục lộn công chúa Hằng Nga Đồng Tháp về không thầy? Thấy giống lắm. Mày tào lao. Mang lại. Dạ. Ôi. Ê cái này tôi biết luôn. Ấn Độ. Đó thấy chưa, giống lắm á thầy. Tao bóp cổ mày chết. Dông không về mà cái con này nó hành tao rồi. Dạ thầy. Công nhận má con giỏi dễ sợ luôn. Đây muốn nhảy lắm đúng không? Dạ. Muốn nhảy cho bà cái nhạc này bà lên tới trển luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái nhạc này đưa con đi đâu rồi thầy? Đưa bà về dưới á. Thầy ơi bỏ đi thầy. Nhoi hoài cái bắn chết mẹ cho rồi đi. Ôi miết. Thầy ơi thầy. Còn có lại đi. Dạ, cái gì vậy? Hả? Sao cổ tôi vậy? Hả? Xử kiểu này xử bình thường xử không được. Đây. Còn có lại. Dạ. Đây, lấy cái này cột lại đi. Cột tôi sao? Quấn nó lại. Dạ. Bộ cái dông này nó dữ lắm hả thầy? Dữ dàng lắm. Má ngồi yên. Để con cột cho. Rồi. Trời ơi. Đi. Cái gì mà nhiệt tình dữ vậy? Cột má lại mà. Ui da. Ai mượn? Trời ơi. Dạ rồi. Ui da. Ngồi xuống. Ê. Thầy 30 năm rồi mới thấy cái đứng tướng này hả thầy?
con. Ôi da. Thầy, sao quánh như con không đẻ vậy thầy? Quánh để cho cái dòng nó ra. Bây giờ bà muốn cắt viên âm không? Dạ muốn. Thầy, muốn thầy cắt viên âm cúi xuống. Cái dòng này giờ thành quỷ luôn hả thầy? Thầy mới nói con quỷ đó. Không, quỷ nó thấy bà nó còn sợ nha. Cúi xuống. Dạ. Đứng kiểu này nhột quá lại. Lâu quá, không đứng giờ đứng thấy kỳ. Tôi ngồi lên đây kỳ hơn. Vậy phải chết, tóc mà na mà nả phả. Con quỷ không à. Đây nè. Kim thứ nhất. Mày lên xuống rồi. Ủa mới quánh ai nha cái kẹp vậy thầy? Quánh dòng đó. Dòng nhà này thấy ghê quá, giống cô hồn âm binh đi nhiều dữ rồi thầy. Nhiều lắm. Dạ. Đây nè. Kim thứ nhất tao quánh ngươi. Dạ. Về cái tội ngựa bà. Về cái tội ngựa bà. Kim thứ hai tao quánh. Về cái tội lì nha mày. Lì nha mày. Ừ đó giỏi á. Đây nè, tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại mày hả? Sao mà mày ghét cái tuổi thân dữ vậy? Hả? Này thấy bắt đầu sai sai nè thầy. Sai quýnh nữa, sai quýnh nữa. Sai 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 được rồi, được rồi, gỡ cho má con ơi. Gỡ cái gì mà gỡ? Gỡ cái gì mà gỡ? Hả? Ê, hai đứa kéo cái gì? Trời, cái gì vậy? Mở ra. Không có gỡ mặt tụi bay nữa. Cắt viên âm cái gì? Cái gì? Về. Mắc cái chân ôn gì bà cắt viên âm? Ông mắc cái chân ôn gì ông quánh đâu như con ông đẻ không vậy? Thích quánh được không? Ông lại mà ông vô. Ê bộ cái tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại bà. Ê bộ tuổi dần nó ăn hết của ông cố nội xong vô ông quánh như con ông đẻ đau thấy bà nội. Dạ có đau chứ mà đừng có đứng banh càng. Con già này nha, tao nói thiệt mày, tao không cắt viên âm tao cắt buồn trứng hết rồi. Ráng đi cái gì vậy? Ráng đi. Tôi nói cho mấy người biết. Vậy con tôi đẻ ra tôi có quyền gả, tôi gả tôi không thích gả. Nhưng mà tuổi thân mắc mới gì? Tôi không ưa tuổi thân. Nó thấy cái thứ tuổi khỉ là cái thứ không có chung thủy, cái thứ cà chớ. Thứ má. Đi. Bỏ đi. Đừng quan tâm vấn đề đó. Ba tầm bậy. Làm gì tầm bậy? Tuổi khỉ nó tốt cái cù lôi. Nó làm gì bà hận nó? Tôi nói cho ông biết nha. Ông vô đây ông cắt được kia nghe mà cắt không cắt được. Ê. Thôi, con gái tuổi đẹp quá mà, thấy không? Nè, tâm nó đẹp quá gả ai cũng được, riêng tuổi khỉ là đừng hòng. Nó làm gì bà ghét nó? Mồi. Hả? Tại bà. Cái thứ tuổi khỉ là cái thứ à, ăn đào mà không ăn hết trái. À, tại sao đó? Đó Tề Thiên Đại Thánh đó, lên cho nó hái banh vườn đào người ta ăn trái dục, thấy không? Cái thứ khỉ là cái thứ không có tốt. Hái đào thì ăn hết đi. Dẫn vô vườn đào, bao nhiêu cái đào cao không hái lựa cái đào lùn nó hái. Tại đầu lùn dễ hái, ăn xong không sình bụng, tôi sình bụng. Rồi, khi mà tôi đã bụng mang dạ chữa cái thứ khỉ già, mắt tôi, mắt dịch tới đâu mất tiêu. Tôi phải xa xứ, tôi đẻ con. Rồi tôi bưng về đây, tôi bán bánh canh cái món mà cái thứ đó đó, cái thứ thích ăn. Nha, tôi về đây tôi bán mười mấy năm trời, tôi chờ mà vẫn không về. Hả? Đồ cái thứ phản bội, đồ cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, đồ cái thứ uống nước chanh mà không có lấy đường, đồ cái thứ ăn bánh canh lấy cua mà không lấy cái bóng, lấy thành mà không lấy ngò, lấy tiêu mà không lấy huyết. Được rồi. Má. Ông có cãi lời má. Phun nước miếng vô mặt ông cho tao. Xạo. Ây cha. Trời ơi. Bấy cái gáy luôn à. Con xin lỗi má. Má ơi. Quả báo đó. Đã như quả báo. Má. Cái tuổi khỉ đó nó không phải như bà nghĩ. Đã như vậy với bà nghĩ. Hồi đó là bà dụ tuổi khỉ vô trong vườn đào. Cù lôi nè. Đang đi củi bà dụ vô vườn đào. Đúng. Bà dụ vô vườn đào bà nói là thôi vô đây ăn đi anh. Xong bà sắn trái cây vô mặt nó mới ăn. Con nhìn đi. Với cái nhan sắc này ai dụ ai? Mày nhìn đi. Nhìn đi. Đó, mày nhìn công đi. Ta mày công đạo nói đi. Nhan sắc này ai dụ ai? 1m85. Dạ. Con thấy con chuột là con muốn xỉu rồi má ơi. Trời ơi. Cái này chắc má dụ người ta quá. Đó, thấy chưa? Bà vũ đàng hoàng, bà con, vũ con cũng thấy vậy. Ngày xưa tao đẹp lắm. Dạ. Ngày xưa tao cao 1m88. Dạ. Tại tao nhớ thương người ta quá, tao rút xuống bây giờ tao còn có 1m58. Trời. Bà chào. Ủa mà ngày xưa bà cũng y như vậy. Ngày xưa là bà rủ tôi vô vườn đào. Ông biết cái gì bà không? Bà rủ vô đàng hoàng mà. Cái thầy cắt dương âm hả? Ghệ tao mà. Con này con ghệ tao. Quá the hell. Oh my god. Oh that daddy. What do you say?
sao mai ghê. Trời, ngày xưa như vậy mà bây giờ như vậy một trời và một vực. Mắc gì? Cái gì vậy má? Hỏi đo, bây giờ bà đo cũng không còn nữa đâu. Cơ nó đi hết rồi. Bà nói bà ghét tôi. Bà ghét tôi tại sao? Bà không treo ở gần dưới này nè, để bà phun cái vô mặt tôi. Bà phun mắt mẹ nó đâu dép, mắt mẹ nó chiếc à. Ha. Bà còn yêu tôi. Tại sao bà cấm tụi nó lấy tụi thân? Tôi yêu không bà nào? Bà còn yêu. Tôi không yêu được giọng đó. Nhìn vô trong ánh mắt bà là còn yêu. Mà tôi... Ông đừng có nói cái điều đúng. Bà còn yêu tao mà. Ông đi ra khỏi nhà tôi đi. Không. Ủa đánh đi. Má ơi, tôi về đây để xin lỗi bà đó. Không cần. Vì hoàn cảnh, chứ tôi đâu có muốn xa bà. Khi tôi đánh cá ngoài biển rồi bão tới, vô tình tôi trôi qua nước người ta, rồi tôi đi định cư ở nước ngoài luôn. Có mấy lần nhờ người ta về tìm bà, nhưng tới đây đâu có. Bà đi biệt tích, tôi tìm mười mấy năm không có. Tôi rồi cũng mang giả chữa mà. Sao mà tôi dám ở xứ này? Rồi tôi đẻ tâm nó lớn rồi tôi có về đây nè. Mười mấy năm nay tôi bán bánh canh ở đây nè, cái món mà mấy người thích đó. Rồi mấy người có về kiếm tôi đâu? Đâu có biết ở đâu mà về. Bữa đó vô tình thấy thằng quỷ này lên mạng cua cái con ghẹ này nè, thấy nó xấu quá mà nhào vô coi thử. Tao không hiểu tại sao mày lấy cái con mà xấu dữ dằn vậy. Nó con ông đó. À quên, con tao á, đẹp, nó đẹp, nó đẹp. Chắc ông đẹp dữ à. Ủa, mày nghĩ Tâm là con đế đi. Ba con hả má? Ba qua nhận ba đi. Ba con. Ba. Rồi con Andy. Andy nó con tao. What the hell? Mày cứ heo cái chó hoài. Không phải. Nãy giờ. Con vô đây con không hiểu. Con nhờ Daddy về đây để con chọn bộ đi. Con rồi làm sao ta được như vậy trời ơi. Được mà. Sao được? Mày con ruột nó con nuôi mà. Yeah. Nó con người khác chứ đâu phải con tôi. Trời, tôi định nhào quá tôi xé xác ông rồi. Nói lại đi ba. Nghĩ vậy. Nó là con khác. Nuôi. Yeah, cái vấn đề là con không hiểu tại sao tự nhiên vô đây là con tưởng con có ghệ thôi, ai dè Daddy cũng có ghệ nữa. Không phải, tại tao tìm bả lâu lắm mà không ra. Yeah. Tao mới lên mạng coi mày cua cái con này nè, tao thấy nó như quái thú vậy đó. Tao mới thấy mặt má nó. Yeah. Mới kêu về đây luôn lượt đó. Wow. Mày wow cái gì? Dạ không. Tại sao mày yêu nó, mày nói tao nghe coi. Dạ, thật sự ra là mày muốn qua đường. Dạ không có, thiệt sự nét đẹp của nó vậy mà mày thấy sao? Sẵn vô tao đây. Tao nổi da gà rồi đó. Ba, trời ơi. Không sao đâu con, nét đẹp đó của ba với má cộng chung lại mới ra mày mà. Cho con xin phép con lấy bình tĩnh, con nói luôn. Sẵn có... Nói đi. Mẹ của bé Mỹ Tâm ở đây. Con mới nói thiệt sự ra là lúc đầu con thấy con cũng muốn ói lắm. Dạ. Không. Em đi. Cái đó là cái lúc đầu thôi. Nhưng mà sau này rồi trò chuyện rồi con thấy bây giờ người ta thực tế quá, nhưng mà con yêu cái nét xấu đó. Mặc dù xấu mà xấu như con cóc chạy qua đường mà bị xe cán luôn á. Cái gì vậy? Rồi trời mưa xuống 2-3 lần nở ra xe cán tiếp vẫn còn xấu luôn. Nhưng mày mà diễn tả quá vậy mày. Không. Cái đó là cái thật sự, con là có sao con nói như vậy mà. Thôi nói chung là nét đẹp thuần chủng. Dạ đó, nói chung là cái nét đẹp thuần chủng mà không có lai tạp. Đó. Bậy. Có lai tạp tao với bả. Dạ. Nghe con. Bao nhiêu nét xấu của tao, bao nhiêu mà nét xấu của bả. Mà mày là anh đúng không? Dạ ý là. Mày là tủi thân đúng không? Dạ. Con yên thân đi, con là con khỉ. Dạ. Mà con có gặp con cóc này á, ha. Có 1000 lần đi nữa mà con bắt được con cóc, con nhìn thấy nó con xỉu, con mở ra con nhắm lại con có xỉu 10 lần à. No, con thử rồi. Thích lắm. Thật sự ra là con thích là cái nét chân thật vậy đó, chứ bây giờ con gái á nhiều khi đi sửa hết trơn rồi, nhưng mà nhiều khi sửa chung bệnh viện đưa ra đứa nào cũng giống đứa đó à. Cái nét này lạ nè, không có vô đâu với đâu hết á. Cái răng của bé Mỹ Tâm á nó như vậy nè. Cái răng của con nó như vậy nè đó. Oh my god. Buffet. Yeah. Andy. Nói quá con ơi. Andy.
Bà dạy con bà vậy đó hả? 30 tuổi là chế độ nhúng tự động. Tự nhiên 30 và tự nhiên bắt đầu là nó nhúng vậy nè. Bây giờ tôi nói cho bà nghe. Con thấy nè, khoan đã. Vậy? Con thấy anh Andy anh nói vậy, con sung sướng quá. Sung sướng đứng im đó đi, để tôi giải quyết ông này. Chưa có chấp nhận ông chưa ở nhà này. Bà bỏ qua cho tôi đi. Không. Đừng có hận nó nữa. Dẹp. Đừng có hận tôi rồi hận luôn thằng này tôi khỉ. Tội nghiệp nó. Tôi sẽ treo tấm hình này lên, mỗi một ngày tôi phun nước miếng nữa cho trôi chiếc dép bên đây luôn. Thôi mà. Đi đi. Thôi mà tôi nói. Đi đi. Được. Nếu bà đuổi, tôi đi. Đi đi. Đi đi. Ông đi thiệt hả? Đi rồi. Đi. Má đuổi người ta đi rồi. Ông đi thiệt hả Tâm? Tâm. Mấy chục năm tao đợi ông. Vậy mà tao nói thiên trước thiên sau ông đi hả Tâm? Mày cũng bậy lắm đáng lý. Mày cản ông cho tao cũng có hàng tao hốt chứ. Tâm ơi, má thích ông thiệt. Biết mà. Mà ngơ nói thiên trước đi. Bởi vậy khỉ già mất nết. Mà hên là đi lẹ. Đi chậm chậm tao nhổ sạch lông. Nếu nó còn đứng đây có nhổ không? Tâm ơi. Nói ông tiến đi quay lại đi. Mày có hàng mày đi rồi tao bơ vơ tội nghiệp tao Tâm à. Trời ơi. Tâm. Hả? Đây đây. Tao mặc vô khỉ già mắc vô à. Em chính mày là sao sao. Đứng sao nghe hết rồi. Thôi dẹp đi. Về đó tôi với bà nói lại tình xưa. Còn để cho con nó có nơi có chỗ. Đẻ đứa con đẹp quá mà. Bà phi gì? Bà đẻ con đẹp quá mà. Rồi ông có đi nữa không? Đi chi nữa? Về đây phụ bà bán bánh canh. Thôi vậy quyết định là về đây bán bánh canh nha. Dạ. Hay quá, hay quá. Giọng hát của ai? Giọng hát của ai mà hay quá vậy? Ai vậy? Cà Vinh hiệp sĩ. Hả? Hy sinh hả? Cà Vinh. Cà Vinh hiệp sĩ là ai? Là ai? Đâu? Đây. Hy sinh. Dạ. Chào anh. Tên gì? Cà Vinh hiệp sĩ. Hiệp sĩ hay là hiệp xuyển? Dạ sĩ gì cũng được. Cái giọng hát hồi nãy là của bác. Dạ của em. Giọng hát hồi nãy là của bác. Của em. Ý con nói là của bác á. Thì của em. Là của bác đó. Thì của em. À của em. Thì ý nói của bác hả? À, bây giờ muốn kêu bác hay kêu em? Thôi kêu em đi cho nó hợp với số tuổi của em. Hợp số tuổi hả? Dạ. Em sinh năm mấy? Năm 1983. 83? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nè, ID nè, nhìn đây. Cái gì? Cái này 38 mà. Trời ơi, mệt quá à. 38, 83, 38. Qua đây, tên nó còn ngựa huống hồ chi tuổi. Nhờ vậy mới được thi đúng không? Dạ. Chứ gửi 38 vô chắc có ma nó cho thi. À em ơi. Cái bài hát hồi nãy em thâu á là mới đây đúng không? Mới đây. Hay quá. Cách đây 50 năm. Thâu 50 năm? Dạ 50 năm rồi. Bây giờ có thể hát y như hồi đó được không? Trời ơi, y chang như hồi đó. Y chang luôn. Mà còn technique có lò hơn nữa. Là sao? Là coi như là kỹ thuật còn hơn hồi đó nữa. Hay quá vậy. Kỹ thuật sao? Nghĩa là bị chế độ rung. Nó có hộp, có hộp á. Hay quá, phối hợp với kỹ thuật phải không? À. Mà sao hay vậy? Bị già rồi nó rung á. Hay quá. Bây giờ bác có thể hát một bài hát nào con nghe thử.
Nếu được con sẽ nhận bác, nhưng mà với điều kiện chỉ lấy tiếng thôi nha. Trời ơi, không lấy hình. Mẹ ác quá, lấy tiếng không lấy hình. Không được, CD thôi, lấy cái hình của bác gắn vô CD, nếp nhăn nó chày để ông đọc. Lầm to. Được, thử xem. Mà bây giờ là thi ha. À, giới thiệu. Xin giới thiệu với khán giả thí sinh Kha Vinh Hiệp Sĩ, xin hát một bài hát rất là hợp với số tuổi. Đó, một bài hát rất là truyền cảm có của Kỳ Phương, mang tên Nhớ Em. Hợp ghê á. Giai điệu hay quá. Hay cái con khỉ. Cái này không có hợp với số tuổi của tôi đâu mà hay. Cái giai điệu gì? Music lại đi. Hip hop. Hip hop. Gì vậy? Hip hop này lên Kim Phong. Nhớ em. Hay quá. Lòng này nhớ tới em. Anh nhắn do mày, mong em đến đây. Nhớ em, lòng này nhớ. Giang tấu đi, trời ơi, nhớ hoài cho tới sáng quá à. Nhớ em, lòng này nhớ tới em. Bữa nay là người ta tuyển tài năng trẻ. Bác đi về giùm con. Ủa sao vậy? Coi như là rớt đi ha. Trời đất ơi, ý em nói là rớt rồi hả? Ừ. Trời ơi. Ủa sao vui vậy? Nói cho nghe nè. Bị cái lòng đam mê nghệ thuật á. Bây giờ rớt á là biết chắc chắn bảo đảm 100% là rớt rồi. Vậy thì bị hôm nay nè. Trời ơi, ta nói ai hát cũng hay hết trơn á. Đúng. Mình hát dở người ta mới nhớ. Cũng hay. Giống như thi hoa hậu á, thấy không? Sao? Con nào xấu người ta nhớ con đó, chứ người ta đâu nhớ con đẹp đâu. Hay. Được. Cảm ơn bác nhiều. Coi như là mời bác về. Bác về hả? Thôi, nhớ tới em. Lòng này nhớ tới tôi. Nhớ tôi. Dạ, đam mê nghệ thuật ghê ta. Hay. Mày nói ai già? Bác. Chưa cái gì cái chùa quẻo rồi à. Cho tao hỏi nè. Hát một hồi là xỉu luôn đó nha. Hồi nãy ai hát ở đây vậy? Hả? Hồi nãy ai mới vừa hát ở đây? Có gì không bác? Trời đất ơi, hát gì mà dở quá, xe ambulance nó chở ra từ người cái chị à. Bác chứ ai? Tao hát hả? Ừ. Trời ơi, đúng ra xỉu nãy chứ sao giờ mới xỉu. Từ từ người ta mới ngắm. Ngắm hả? Thôi vậy thôi, tao khỏi hát nữa. Thôi cho hỏi nè, năm dạ. Tới có thi nữa không? Có chứ. Vậy hả? Ừ. Tao thi nữa nha. Ừ. Thi bài gì? Give me a girl after midnight. give me a girl after midnight. Ông già mà sung ghê luôn ta. Bữa nay gặp con gì đâu không? Cái gì? Dạ. Dạ, giám khảo ơi, cho em thi đi. Cái gì? Dạ em thi, em đi trễ máy bay. Vô đi thi. Dạ thi. Thí sinh. Dạ thí sinh. Trời má ơi, bữa nay không có ngày hay sao? Thí sinh lạ không? Dạ. Tự nhiên hai cái tivi để lên mặt. Đã vậy có thêm cái anten nữa. Trời ơi, bó tay không luôn. Giờ thi phải không? Dạ dạ. Giới thiệu tên tuổi. Dạ, em là thí sinh thứ 16. Tên là Chí Tài Tình. Có tài mà còn có tình nữa. Dạ. Thi. Dạ. Ủa mà thi gì vậy em khảo? Giỡ mặt hả? Thi ca hát. Dạ trời ơi, em mạo em quên. Dạ. Nhanh đi. Dạ sau đây em xin trình bày một nhạc phẩm cho chính em sáng tác. Được, có tựa đề là Chở Câu Duyên. Có nghĩa là anh hát nhạc qua. Dạ không phải nhạc qua. Chứ nhạc gì? Nhạc Việt. Ủa sao Chở Câu Duyên là gì? Là chuyện câu giờ. Hay. Hát nghe thử cho thêm điểm. Dạ. Tự sáng tác phải không? Dạ, để em lấy microphone. Hay quá, thí sinh này lạ. Tháo kiến này cho nó mắt nó dễ diễn tả. Hát. Dạ. Ồ, diễn xuất hay quá. Một người đi với một người,
một người đi với nụ cười hắn hiu. Wow. Hai người vui biết bao nhiêu. Wow. Một người lặng lẽ lặng yên đứng nhìn. Hey. Đứng nhìn. Wow. Một lát rồi đi, người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui, một hồi mệt quá, lặng yên đứng nhìn. Đứng nhìn một lát rồi lại đi. Bài mới đi, bài mới. Người kia đi trước, à, người này đi sau. Gì làm hoài vậy? Hai người đi trước đi sau. Lời mới, lời mới. Một hồi mỏi căng, à, rồi lặng yên đứng nhìn. Vô lời mới, vô lời mới. Nhìn một lát rồi lại đi, người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui, ôi trời, mệt quá, mệt quá, rồi lặng yên đứng nhìn. Giỡn mặt hả? Gì vậy giỡn mặt? Đâu giỡn mặt đâu? Có một lời hát hoài. Đi nãy thì đi tới luôn không có dừng hả? Ủa? Giỡn mặt hả? Hồi nãy giờ em giới thiệu bài hát là chuyện câu giờ mà. Xin lỗi nha, bài hát này là của Quốc Dũng. Chuyện ba người. Dạ anh biết. Anh tạo nhạc, anh ăn cắp nhạc của người ta, anh chế biến hả? Dạ em biết, chuyện ba người của Quốc Dũng, nhưng mà lời viết lại là của Chí Tài Tình. Hay quá. Thì vậy sao đậu? Trời ơi sao không đậu? Em nói giám khảo nghe. Ừ. Cô vậy chứ bài hát này em ăn khách lắm á nha. Sao ăn khách? Bầu show mời em đi bệnh nghỉ luôn á. Ủa sao mời nhiều vậy? Tại vì bầu show thường tổ chức mấy cái show mà ít ca sĩ đó. À. Thường thường mời em tới để hát cậu giờ không ạ? À? Em phê lắm à. Em mới lấy làm thi đó chứ. Nhưng mà không được. Anh muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp á. Dạ. Anh đừng bao giờ bị phân tâm. Ủa em đâu có phân tâm gì đâu. Tự nhiên đang hát tôi kêu thôi cái nín nè. Ủa bây giờ đang hát người ta kêu vô anh đi vô luôn hả? Cái đó thì em có anh có chấp nhận bị phân tâm không? Dạ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Dạ. Anh có hai tay. Dạ. Một tay dễ tròn, một tay dễ vuông được không? Dạ anh em làm hoài mà. À, được. Bây giờ anh vừa hát vừa làm được không? Dư sức quá cầu. Dư sức quá cầu. Dạ. Bây giờ anh thử vừa hát vừa uống nước coi. À. Ông về ông kêu vợ ông vừa đẻ vừa đánh bài đi. Đấy. Đối đáp hay. Trời đất ơi. Bây giờ tôi sẽ thử anh coi anh có bị phân tâm hay không. Rồi. Anh giơ năm ngón tay lên. Rồi. Anh đứng anh chọt. Chọt. Rồi bác Khảo đi. Anh chọt đi. Ông Khảo cầm em này. Em chọt đi. Rồi chọt. Tôi hỏi cái gì phải trả lời đúng sự thật. Dạ. Nha. Dạ. Không trả lời đúng là bị phân tâm đó nha. Dạ. Ba má khỏe không? Dạ khỏe. Vợ con sao? Bình thường. Mấy đứa? Ba đứa. Anh có khỏe không? Khỏe như dồi. Hồi nhỏ anh có bị té giếng không? Không. Không sao đứng chọt kì vậy? Trời anh bị ơi. Phân tâm. Anh bị phân tâm. Ông này là ăn thịt sóc dữ lắm nè. Tôi nói sốc gì quá vậy? Mà anh bị phân tâm. Thấy chưa, thấy chưa? Anh thấy anh sai chưa? Hả? Ngoài đây. Wow. Thí sinh thí sinh hả? Mặc đồ đẹp quá là. Trời ơi đẹp quá nhưng mà hơi ốm mà giám khảo ơi, không biết hát có nổi không à? Mập thì vô duyên rồi. Gì? Một ca sĩ không có ai ốm hết hả? Mà ốm nó cũng nổi tiếng như thường vậy. Đâu cần phải mập đâu. Mập như mày muốn đi hát là phải đài ép cho con. Bây giờ sao? Dạ chào ban giám khảo. À, em muốn tên thầy... gì? Tên gì? Em tên gì? Dạ em là Hoài Linh Tinh. Trời đất ơi. Trời ơi đây tên lạ không à. Tên chóng mặt quá. Em muốn lấy ba chữ cho nó giống Hường Công. Hường Công. Dạ. Bây giờ anh tới đây anh thi gì? Dạ em cái ao ước em làm ca sĩ để em làm cái gì? Em ao ước em được làm ca sĩ để em bán lịch thôi. Trời đất ơi. Bây giờ em thấy ca sĩ gần đầu năm cái in lịch bán đó. Cái em cũng muốn in lịch đặng bán thôi à. Chứ hát chưa chắc hay lắm. Thôi đi ông ơi, ca sĩ người ta đẹp người ta chụp hình, còn ông mặt xấu quá. Ông không biết gì hết trơn hết trọi. Bây giờ thời buổi gì rồi, người ta chơi tới computer rồi. Ca sĩ người ta chụp cái hình vô, thấy không? Người ta chỉ cần bỏ vô computer, vô Photoshop, cà cà lấy con mao, cà 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 cà, mấy cái nếp nhăn bay hết trơn.
đúng, hay hay. Tại ông chưa đi mua lịch ca sĩ, ông đâu có biết. Sao? Nhiều khi ông mua ở đây, ông nói trời ơi, con nào đẹp quá vậy. Vừa nhìn lên nó vừa ký cho ông đưa lên mặt nó, trời, giống hai mẹ con luôn á. Ê, ông không biết gì đâu, trời. Thí sinh này thông minh. Nó hiểu được vấn đề. Bây giờ thi hay cãi lộn? Dạ, em muốn thi. Thi qua đây đó. Dạ. Bây giờ có tài năng gì? Nói. À, dạ thưa anh, mặc dù em không đẹp, em không xinh, em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh, áo đỏ thơm hương. Dạ không. Bây giờ thi không? Dạ em thi. Thi. Nhưng em biết lựa phong cách. Phong cách? Làm ca sĩ quan trọng là phong cách. Đúng. Và đặc biệt là mình biết hát theo thời vụ. Thời vụ là sao? Ví dụ vào đám ma không bao giờ được hát nhạc đám cưới. À, đúng, 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 đúng. Học hỏi, học hỏi. Bởi vậy em toàn là lựa những bài rất hợp. Ví dụ như bốn mùa thì em sẽ chia ra bốn cái bài khác nhau. Ví dụ mùa lạnh em sẽ hát một bài nào đó để cho khán giả ngồi trong khán phòng cảm thấy ấm áp. Đó là em đã thành công. Hay, hát thử tôi nghe. Em sẽ hát một bài. Bây giờ đang mùa lạnh, em xin trình bày một nhạc phẩm để ấm áp cho quý vị. Đó. Ban nhạc Music. Thí sinh này được nè. Tốt, thí sinh này ngon á. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Hay quá. Màu lam tím Đà Lạt sương u mờ. Từng đôi đi trên phố vắng bước chân. Ẩm chưa? Sao thấy đứng còn run vậy? Nhớ mặt hả? Nghĩ sao mùa lạnh đưa lên Đà Lạt? À, đưa người lên Đà Lạt nó ướp xác á. Đâu đâu em, tại em thấy nhà nhạc sĩ người ta viết là từng đôi đi trên phố vắng, bôi mùa lạnh là ham nó hối chi ra đường cho bệnh. Cái lời người ta diễn tả đôi tình nhân thôi, người ta đang lạnh anh ông lại đưa lên Đà Lạt là sao? Thôi được. Không được không bao giờ nữa. Vậy em không hát theo mùa nữa. Còn tài năng gì không? Em sẽ làm phong cách. Phong cách? Có những giọng ca hát rất là hay, mấy chục năm vẫn nổi tiếng như thường. À. Đó, em muốn tạo cái phong cách đó. Ví dụ như cô Linda Trang Đài, cô lên sân khấu. Đúng. Ví dụ một cái sân khấu từ đây tới đây là cổ nhảy không đủ đâu. Đúng, đúng, cổ đúng. Nhảy một hồi, cổ nhảy lên thằng quánh trống luôn. Còn có nhiều người đứng một chỗ hát nhưng vẫn nổi tiếng. Ai, em muốn tập phong cách đó. Ai? Ca nhạc sĩ Duy Khánh. Trời ơi, có chuyện lựa người hát hả? Trời. Sao? Trời ơi, sao tôi hát đi, hát bài hát những người khuất mặt vậy? Thì nếu mà mình bắt chước mình phải lựa những người khuất mặt chứ. Lựa những người còn có mặt ở đây người ta quánh mình sao? Em phải khôn chứ. Thử xem. Nhưng mà giọng hát vẫn đi vào lòng người như thường. Bây giờ em bắt chước chú Duy Khánh. Nhưng mà chú Duy Khánh là người gì? Người quản trị phải không? Người quản trị. Em sẽ giới thiệu giống chú Duy Khánh. Hay quá. Chú Duy Khánh ra sân khấu nè. Giống. Kính thưa quý vị, một nhạc phẩm mà tôi viết cách đây hơn 40 năm. Trước khi tôi lên đường từ Lào trở về Việt Nam, và trong đêm đó tôi cùng tất cả các kiều bào từ Lào đã hát lên nhạc phẩm này. Xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của tôi. Bài hát được mang tên Xin Anh Giữ Đòn Tình Quê. Hay. Giống quá. Nói thì giống mà hát biết sao để coi. Hay quá. Chúng vui đêm này cho trọn tình quê hương ý. Đẹp tình yêu thương mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương ý. Mình thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ em ơi. Em ơi. Sao nghe nó lạnh lạnh vậy? Hả? Trời ơi. Có khi nào chú Duy Khánh không về không trời? Mày. Ở đây người ta mở máy lạnh. Hả? Vậy hả? Ừ. Không nghe. Thôi. Là hết hồn. Hát bài. Thôi. Giờ vậy. Nghe lạnh quá. Giờ vậy. Bài hát của anh là anh có sự chuẩn bị. Bây giờ tôi chỉ định anh hát. Chỉ định hát sao? Tôi chỉ định ca sĩ nào anh phải hát giống ca sĩ đó. Vậy mới hay. Còn này anh đã chuẩn bị sẵn mà. Hên xui nha. Bây giờ có một nam ca sĩ rất là nổi tiếng. Dạ. Hát rất hay. Dạ. Mà cái mặt lúc nào cũng lạnh. Ai ta? À nhớ rồi, Trường Vũ. Mày. Ừ.
Thường Vũ là mặt khờ. Mày bảo đảm thế nào cũng bị quánh nè. Chứ ai, ai có biết ai mà Tuấn Ngọc đó. Mặt lúc nào cũng lạnh. Anh ơi, tôi nói anh nghe nè, mặt lạnh đó là như Tuấn Ngọc thì em làm được. Nhưng mà giọng ca anh Tuấn Ngọc quá perfect đi. Ảnh là giọng ca anh ấm lắm, mà giọng tôi thì giọng trép không à. Làm sao tôi hát giống ảnh được. Vậy mới có điểm thêm có. Thi không? Hên xui, hên xui. Thi là phải nói hên xui. May mắn, may mắn. Mà có một bài hát mà em rất là mê anh Tuấn Ngọc hát đó là bài riêng một góc trời. Em sẽ hát mà mặt được. Lạnh. Mặt lạnh nhưng mà hát là hên xui. Em nói okay, trước okay. Mặt phải lạnh nha. Dạ. Đâu, mặt lạnh coi. Nhạc đi anh ơi. Ôi, lạnh quá, lạnh quá. Mặt lạnh quá. Mặt quá lạnh luôn. Vô. Tình yêu như nắng đang đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề em về lối xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ, mây vẫn mây trôi, mưa vẫn mưa rơi, hát yêu đời tôi. Yêu con tay chị chị. Ngoái ngoái nè. Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô. Hey. What? Vòng tay lấp lánh, bước chân ơ thờ em về lối xưa. Mà nhiêu nữa. Hà còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên em mãi chẳng mệt quá. Trời đất ơi, tôi là ai anh? Trời ơi, tôi còn trẻ quá mà. Anh Tuấn Ngọc đó là cái xì tai của anh rồi. Bây giờ biểu tôi nhíu hai cái hàng lông mày rồi nó dính vô luôn. Rồi làm sao tôi đi làm ca sĩ? Người ta nổi tiếng nó khác, tôi chưa nổi tiếng nó khác. Anh đừng có hại tôi. Ok. Cái thằng cái đầu trồng dừa này nó hại em nè. Nhìn cái mặt thí sinh này tới từ Hawaii hả? Giờ vậy hả? Anh bị trừ điểm à, sao vậy? Đang ca giữa chừng ngưng. Ờ đúng rồi. Bây giờ cho thêm một cơ hội nữa. Cơ hội nữa hả? Có một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Nhưng mà ca cái giọng của anh ta giống như là nghiến cái răng lại vậy á. Sao đó lúc mà phát ra đó giống như là nghiến răng á. Ai ta? Tuấn Vũ. Hả? Tuấn Vũ cái tướng là em là giống rồi đó. À. Em chỉ cần hòm xuống cái là em giống rồi đó. Thử. Nhưng mà hát là hên xui. Trời đất ơi. Hát hên xui rồi. Em hát bài hát rất nổi tiếng của anh Tuấn Vũ, bài hát đừng mang tên là Người Yêu Cô Đơn. Ồ, được. Tốt. Đúng rồi, Tuấn Vũ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi nhưng mỏi thấy mẹ luôn. Ôi. À đứng chơi mày hát thấy cái ảnh mà để tao nghiến răng vô vậy là sao? Hay quá ha. Cái người hát không sao, ông kia nướng miếng mới chịu nổi. Trời ơi, nghe ông hát xong mà nghiến chứ. Anh nói ban vậy thôi hả, vậy thôi hả? Không phải, em nói anh nghe nè, là tại vì bây giờ mà mùa lạnh mà. Ví dụ biểu em qua mấy tiểu bang lạnh em hát mà em đứng em nghiến răng cỡ này một bài thôi em về em bỏ nghề luôn. Sao hát được? Vậy thôi, giọng nam không? Có được giọng nữ nào không? Giọng nữ có giọng em ái mộ lắm. Ai, ai, nhưng ai? Mà em biết bữa nay ngồi dưới ban giám khảo luôn. Ủa vậy hả? Hey.
mà em nói anh nghe nè. Tại vì em muốn lựa cái phong cách để làm chi? Chị, anh biết không? Chị. Nhiều cái phong cách của các ca sĩ ngày xưa đó, 50 năm, 30 năm, 20 năm, nhưng người ta đều có cái riêng của người ta hết. Đúng. Tới giờ này em vẫn còn giữ được những giọng hát mấy chục năm là anh biết đã đi vô tới trong máu của em luôn rồi. Thành thử ra bây giờ em rất là mê. Ý anh nói ai? Nói nhỏ đừng cho ban giám khảo em nghe á. Còn Thái Thành đó. Trời ơi, được không? Khó lắm đó nha. Hên xui. Nhưng mà mình ái mộ thì mình làm thôi. Thử xem. Anh nghe bài Dòng Sông Xanh chưa? Được. Hay, được. Vô. Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mong manh, một dòng sâu quyến luyến, một dòng sâu mấy kia, một dòng nước quay về biển đời lúc mơ hiền. Nhanh quá vậy. Coi con hát không nổi coi. Hay. Thôi nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Cuối cùng là sao? Cuối cùng. Dạ. Hai anh không có gì riêng cho mình hết. Gì? Bắt trước không à? Đi về, mệt quá. Kỳ giám khảo. Bây giờ sao? Cho tụi em có cái riêng đi. Cho có cơ. Bây giờ tôi sẽ thử trí thông minh của hai anh. Dạ, được. Cái đó được. Dạ. Bây giờ tôi sẽ đố hai anh một câu. Dạ. Nếu mà trả lời được, tôi cho hai anh đậu. Dạ. Nghe cho kỹ nha. Dạ. Có một thợ săn. Dạ. Đang cầm cái súng đi ngoài đường. Dạ. Có ba con chim đang đậu trên cây. Dạ. Anh giơ súng lên bắn một cái đốm. Một con chim rớt xuống đất chết. Dạ. Một con bay đi. Một con đậu lại. Đố hai anh, tại sao mấy con chim đó nó làm như vậy? Con chim bay đi là con chim sợ chết. Bảy. Còn con chim ở lại là con chim anh hùng. Bảy luôn. Ủa gì chứ sao? Một con rớt xuống đất chết. Một con bay đi báo cảnh sát. Còn một con ở lại làm nhân chứng. Ông này ông hay, ông nghiên cứu tới súc vật luôn ghê thiệt. Ba con chim này chắc xong của giám khảo nuôi. Bye bye, tôi đi ạ. Đi đâu? Hai anh thua. Chưa thua mà. Không có thua gì đâu. Chứ muốn vậy. À, giám khảo đã đố thì phải cho tụi em cơ hội đố lại chứ. Đố đi. Vậy em đố giám khảo. Đố nhanh đi. Có hai thằng. Một thằng mù, một thằng câm. Đi vô một cái siêu thị. Đúng. Thằng câm nó muốn mua cái nón. Rồi lấy cái nón nó đội lên đầu. Rồi lấy tay chỉ. Ông chủ hiểu bán cho nó cái nón. Đúng. Vậy em đố hai anh. Thằng mù nó muốn mua cục xà bông. Nó làm sao? Nó chỉ cục xà bông. Tật. Nó lụm cục xà bông nó chà lên đầu nó. Đúng. Tật lắc. Chứ nó làm cái gì? Thì nó nói. Nó nói gì? Nó nói gì? Bán tôi cục xà bông. Sao nó nói được? Nó mù à? Nó mù chứ nó đâu cầm đâu. Đúng rồi, nó nói đúng rồi giám khảo ơi. Bây giờ tới phiên tôi đố lại. Sao? Tôi đố ban giám khảo với rồi đố anh luôn. Trong các loại sữa, sữa nào tốt nhất? Sữa ông Thọ. Ông Thọ, ông già mà ông là đàn ông làm gì có sữa. Sữa cô gái Hà Lan. Cô gái Hà Lan chắc chắn gì mà dắt ra sữa để bán hết cho cả thế giới không? Sữa con két. Két không có sữa. Chứ sữa gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tại sao? Tại sao tốt? Sữa mẹ để không bao giờ bị thiêu. Điều đặc biệt là bình sữa mẹ rất là đẹp. Thấy chưa? Mà bình sữa mẹ không ai được rửa ngoại trừ bố thôi. Anh có nghiên cứu có cái bình sữa nào mà lâu lâu nghe mùi thuốc lá không? Trời ơi. Chính xác là sữa mẹ rất là tốt. Hay thí sinh quá hay. Chúc mừng. Nói chung là mình quê. Chúc mừng. Cảm ơn. Thôi tôi đi à, trễ giờ tôi đi. Ủa giám khảo đi đâu? Giám khảo gì? Ủa anh là phải giám khảo mà. Tôi không phải giám khảo đâu. Ủa chứ anh là ai? Đấm bóp giấc hơi. Rồi. Vậy anh tới đây làm gì? Đấm bóp cho ban giám khảo. Rồi. Mấy ngày nay ta chấm thi ta mệt quá tới massage mà. Rồi đúng rồi, đấm bóp giấc hơi mà bằng office nữa. Đấm bóp cho những người nổi tiếng. Sẵn mình tới anh xin chữ ký luôn. Vợ tôi mới sanh hai thằng con trai nha, sanh đôi nha. Hả? Tôi xin chữ ký về tặng vợ. Trời ơi, sanh đôi là hên lắm đó nha. Chúc mừng anh. Phải còn anh không? Không, vô duyên, bởi vì vô duyên là đúng rồi. Nói tầm bậy tầm bạ, chúc mừng anh. Còn anh nó giống anh không?
không, cái điều đó là chắc chắn rồi. Nhiều khi nó giống vợ anh thì sao? Giống. Dạ, chúc mừng anh, chúc mừng nó giống anh, nhưng anh thử máu chưa? Em xin lỗi, cái câu này em đi dù chiên hơn tôi nữa đó. Thôi tôi về à. À, cái gì trời, chỉ em biết sanh đôi đi. Sao có vợ mà đẻ sinh đôi đi? Thì lúc vợ mình mang bầu á, dẫn nàng đi coi phim là sanh như ý. Là sao? Vậy thí dụ như là muốn sanh một hả? Coi phim Kẻ Cô Đơn. Sanh hai. Coi phim hai anh em sanh đôi. Sanh ba. Ba Chàng Ngựa Lâm Hóa Thủ. Sanh bốn. Tứ Quái Sài Gòn. Sanh sáu. Sáu Người Đi Khắp Thế Gian. Sanh 13. Tập Tam Thế Bảo. Sanh 14. Tứ Tập Tứ Nữ Anh Hào. Ôi chết mẹ, tôi phải gì à? Ủa sao vậy? Hôm qua vợ tôi nó có bầu mà tôi dẫn nó đi coi phim gì? 101 Con Chó Đớn. Thôi về 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 lẹ đi, về lẹ đi. Cái này nói tóm lại là tôi vẫn còn may mắn nhất. Ủa sao vậy? Hôm qua tôi mới dẫn vợ tôi đi coi phim. Phim gì? Phim gì? Vị Thái Giám Cuối Cùng. Vậy vợ anh siêu âm chưa? Siêu rồi. Con trai hay con gái? Con trai. Bỗng chắc luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy bác? Nói chung là vợ mà bác mà có bầu nữa con còn chúc mừng bác á. Thôi vậy bây giờ là anh không phải giám khảo phải không? Mình đi xuống chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị chương trình khác, người ta thi tới nơi rồi. Chào bà con cô bác đi rồi đi. Chào bạn giám khảo, chào bà con cô bác. Cảm ơn. Tiền sư nó nhà thằng nào đầu năm đầu tháng mở cái bài nghe buồn chết người. Gớm, nó thấy mình ngồi trước cổng chùa nó mở ngay cái bài Con Nhà Nghèo, gớm thật. Sao mùng một Tết mà cái chùa này vắng thế nhỉ? Mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào hôm nay lại chọn ngay cái chùa này, nó vắng như cái chùa Bà Đanh ấy. Chả có ai lai vãng lên đây, không khéo ngày hôm nay thu nhập chả được bao nhiêu. Gớm vất vả thế. Ôi con lạy ông đi qua, con lạy bà đi nãy, Nam ơn Nam Phước ngựa tay bố thi, cho con vất vả đoạn trường cam qua trong cuộc sống này. Con này nó không có quả tim này. Van nài như thế mà nó vẫn lơ đỉnh, nó đi nó nhìn mình bằng cái khóe mắt như thế nào ấy. Chúc mẹ chồng gọng ấy ơi. Còn nãy ông đi qua, nãy bà đi nãy, Nam ơn Nam Phước bố thì bà ơi, vất vả quanh năm chả đủ ăn bà. Con chào bà. Mày kêu tao hả? Ô hay nhỉ, ở đây chỉ có mỗi hai người, con không gọi bà, con gọi ma. Ôi con xin lỗi bà. Vâng, bà làm ơn nạp phúc bố thí. Mày đừng có giỡn mặt tao nha mày. Mặt tao vậy mà thèm nói chuyện với mặt mày hả? Quên đi con. Bà ơi đi đâu sớm thế, chồng mong con khóc gì mà đi sớm thế. Bà dừng chân cho con hỏi vài câu. Hên cho mày đó, bữa nay tao ăn chay, tao dễ tánh đó nghe con. Bữa mà tao ăn mặn mà tao ăn mắm sống rồi mày tan xác mày nãy giờ với tao rồi mày. À mà chắc mày ở đâu, mày mới tới đây mày không biết danh tao hả? Nguy tao sớm chùa này á là dữ dội lắm á, người giàu gặp tao còn khó nói chuyện người nghèo như mày. Vâng, con xin lỗi bà, nhưng mà con là người phàm mắt thịt, con không biết uy danh của bà, nhưng mà cổ nhân mình có câu giận gần chết ngày Tết cũng thôi, nên con quấy quả muốn hỏi bà vài điều vậy mà. Nè, đừng có giỡn mặt mày. Tao long trọng giới thiệu cho mày biết á, tao là bà Năm Sừng Trâu nè. Chuyên cho dai ăn lời, ở đây ai cũng phải nể mặt tao hết trơn á mày. Dạ thưa bà, đầu năm bà nói như thế là con không biết sừng trâu sừng bò con chả khe. Nhưng mà con chỉ muốn là con nói chuyện với bà vài câu, bà đừng giận con, đầu năm mà con vui rồi. Thôi thôi thôi, nói gì nói đại đi, mệt quá. Bà ơi, con người bà phốt pháp như thế, chắc là bà sống nhân đức lắm rồi mới cho bà thân hình nở nang thế bà nhỉ. Mày đừng thấy tao hiền mà hận tao nha mày. Này bà ơi, ở đây giữa đường giữa xá, trước chùa trước miễu, bà không nên gọi con bằng mày. Người ta gọi bà là coi chừng người ta đi ngang, người ta đánh giá bà là con người thiếu văn hóa.
Mà nói cái câu dân gian mình hay gọi, người ta hay gọi là mất dạy đấy không? Cái thằng này nó mất dạy thiệt. Mày ăn mày, tao không kêu mày bằng mày, không lẽ tao kêu mày bằng nội mày? Ô, bà nói như thế là bà không nghiên cứu về sách vở rồi. Ấy thế không khiếu bà thiếu văn hóa thật rồi. Tại vì ngày xưa mình có cái câu như thế này này: chó nào chó sủa lỗ không, chả thằng ăn trộm cũng ông ăn mày. Chỉ có ăn trộm người ta mới gọi bằng thằng thôi, ăn mày là người ta gọi bằng ông hết. Ăn mày cũng văn chương dạy đời nữa. Thôi được, ngày tư ngày Tết tao hỉ xả cho mày đó. Rồi nói gì nói đi ông nội. Vâng, bà ơi, ông mà mình có câu lá lành đùm lá rách đùm lá nát nó đùm cái lá tà tơi. Không lẽ bà thấy con tà tơi thế này bà không đùm con lại sao bà? Tao mới cúng chùa mời đồng bạc rồi. Ôi, cái câu này hay nhất này: dù chơi chín bật phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Bà cho chùa bao nhiêu cũng không đủ, bà cứu mình con là coi như bà cho chín cái chùa rồi. Làm ơn rửa tay. Tao mới cứu trợ nặng lụt hết 10 đồng bạc rồi. Bảo Katina đó, tao cứu hết 10 đồng rồi. Sáng nay tao cúng chùa 10 đồng nữa, bây giờ gặp mày nữa. Trời, nhà nào tao cũng làm phước kiểu này, tao bán nhà tao ăn sao? Nhưng mà thôi, coi như tao hy sinh nữa nè. Vâng, cảm ơn bà. Tết nhất của tao hy sinh nè. Lì xì với mày 2 đồng ăn Tết nè. Chúc. Bà ơi, bà thương cho chót. Thế bà cho con nhiều nhiều tí, bà cho 2 đồng trả đủ mua bó rau muống thôi, thôi con không lấy giả lại bà đây. Ăn cho... mày mà ra giá nữa. Tiền tao tao muốn cho nhiều tao cho chứ. Trời đất ơi, thằng này nó chảnh thiệt đó nha. Lấy kiểu này mang nhục lắm. Đây, cảm ơn. Ăn mày thì ăn mày, vẫn có nguyên tắc của thằng ăn mày. Đây bà không nhìn thấy donation minimum $10. Ăn mày nó cũng phải có cái danh dự của thằng ăn mày chứ bà. Danh dự mấy thằng làm biếng danh danh dự gì. Ô, thế là bà không, bà xem phim tàu nhiều bà không để ý à? Bà có xem chuyện Kim Dung sao không? Trong Võ Lâm Ngũ Bá, cái ban là gì? Cái ban là một trong những môn môn võ mà ban phái lớn nhất Trung Hoa. Mà cái ban là ai? Là ăn mày. Ăn mày là ai? It's me. Rồi bây giờ mày muốn cái gì? Bây giờ bà cho thì bà cho nhiều nhiều thôi, cứ giả lại bà đây thôi. Thôi sẵn rồi con cho bà luôn 3 đồng đi, bà ăn phở đi. Trời ơi, taxi của hôn như mày 10 đồng này mệt quá đi. Bà ơi, ông bà mình có câu cách cho hơn của: đem cho bà phải tươi cười lên. Bà cho như thế ai mà lấy, con tự ái con không bao giờ con lấy. Cứ bà cho tiền bà phải cười tươi như thế này thì mặt bà cứ hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, thế ai mà lấy. Mất tiền tôi phải cười nữa. Được, tao cười. Vâng, phải cười. Mà không được, với 100 không có tiền lẻ mày ơi. Ôi, cái đấy thì bà không cần lo, con thối bà 90. Mà có không? Ôi, bà yên tâm, mình business, mình phải đem hàng theo thối chứ. Chưa thấy thằng mày nào như thằng này hết trơn. Bà ngồi gì? Xuống đây, bà chờ lẻ con tiếp. Tôi về gấp mà. Từ từ để con lại thối cho bà gấp. Nhanh lên đi. Không có tờ 10 đồng đấy, con phải lựa. Đọc ta. Cái tay con nó đau quá gấp. Bà nâng hộ con cái tay ra. Thôi đi, tết nhất mắt phải nâng tay quẹ mày, nó dẹp đi mày. Không sao đâu, con mới móc cái túi được. Đây này, con để bên túi bên này. Gớm, bà ơi, sao bà khó khăn với con ạ? Sao nó vướng thế nhỉ? Chưa, lâu quá đi. Hả? Gì vậy? Hả? Trời đất ơi, mày quẹ giả hả mày? Mày lường gạt tao mày? Không phải, con không muốn lường gạt bà này. Nó đau sơ sơ thôi mà vác vào này người ta thấy thương tâm đấy. Đấy là chiêu thức của anh mày. Trời, có tiền nó nhiều cái chưa kìa. Cái này nó cũng không có. Ôi trời ơi, nó có máy đếm tiền nên trời đất ơi. Bà chờ con tí, bà chờ. Cái gì vậy? Chết. Phone phải không? Trời, mày... ăn mày có phone tay nữa trời. Có chứ, ăn mày cũng business mà. Ngày nào ông ra đây ngồi đấy là nghề của mình rồi. Alo, ZZ mình đấy hả? Anh đây. Ừ, đang có khách hàng. Thế nào? Rồi, nhận xong hết rồi, cái vỏ 4.000 thôi nhá.
đừng, ừ, anh nhận cái hột đấy vào cái vỏ kia 4.000 thôi. Mua rẻ rẻ, cái rẻ rẻ thôi, ừ. Không, mùng 1 Tết là Tết Việt Nam mà. Shopping nó vẫn mở cửa, ừ, chiều anh lấy cho mình, tối chúng mình đi chơi, ừ. Cái giỏ Gucci 3.500 đây, chiều nay xin là đủ luôn. Ừ, sao? Cho vé đi xem đại nhạc hội á hả? Hả? Thôi cho vé bình thường giả lại, ông ấy đi quăng giả lại. Gớm, hai vợ chồng mình mua hai cái vé VIP 600 coi vô tư. Ừ. Ừ, ừ, thôi ở nhà nhá, mở mực, hộp mực sen với lại mở mấy giò thủ, giò lụa rồi ra, rồi mở cái bánh trưng ra chờ tôi về ăn nhá. Ừ, thế nhá, bye bye Hurley. Ờ, ừ, 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 ok, bye bye. Còn vợ, gấp. Tao thấy mày ăn mày mà mày giàu quá, mày cưng vợ mày quá ha. Mua bóp Gucci rồi hộp xoàng á. Vâng, vâng. Mày mà chịu tao, tao cũng chịu mày. Trả số tiền lại lẹ đi. Mà tao nói mày nghe, tiền mày nhiều quá trời, mày nhiều hơn tao nên mày đi ăn mày chi vậy? Nói bà thương, không phải là con cái nghiệp ăn mày bà. Đây này, bà biết không, con này cũng tính mua cái nhà để đi ra đi vào, ừ, để cho nó có chỗ chui ra chui vào ấy, ừ. Nhưng mà vất vả là tại tiền, ừ, lãi nhà băng nó cao quá, con muốn pay off luôn. Đấy, thành thử dáng ngồi lết lết rồi vài tháng ấy. Lãi nhà băng mà cao gì? Tao cho vay mới cao. Nhà băng á lấy từ năm, tao á tính từ tháng. Một tháng á tao cho vay 1.000 á, là tháng sau phải đưa tao 1.200. Ôi, bà ăn lời cắt cổ thế à? Vậy chứ sao? Mà bà biết không, làm cái này nó cũng vất vả lắm bà ơi. Bà ăn lái như thế, bà biết ngày xưa con đâu, ừ, có ngồi thế này, ừ. Ngày xưa đấy, cái nghề này là chỉ nghề tay trái của con thôi. Nghề ăn chánh của mày là nghề gì? Ăn cướp. Hả? Ngày xưa con ăn cướp. Nhưng mà sau mấy lần con đi vào chùa con, rồi con nằm con suy nghĩ, con vắt tay lên trán, thế mình ăn cướp đến lúc nào? Đấy, ngày xưa mình còn to con, mình còn cướp được gớm. Bây giờ cứ như con nhái nó vật một phát chết mẹ nó rồi. Thế là bây đây đấy, ngày xưa đấy, cái bản này con xài 20 năm rồi. Gớm, ngày xưa chủ trương của con là thà ăn cướp hơn ăn mày. Bây giờ cảm thấy my body không được ăn cướp được nữa, đổi sang ăn mày hơn ăn cướp. Mình cũng phải sám hối chứ bà gớm. Thì tao á, cho dai cũng là ăn tay trái thôi. Thế ăn chính của bà là ăn gì? Ăn welfare. Ủa? Tao nói thiệt cái mày hả, cái nghề cho vay cũng cực lắm, không có sướng ít gì đâu. Nhiều bữa hả, một tay lái xe, một tay ôm con. Bà có chồng còn con mọn thế hả? Ôm con dao á. Trời đất ơi, nó giật nợ tao, tao rượt nó tao đòi nợ. Nó không trả tao xiết đồ nó, tao xiết đồ không được, tao có dao sẵn tao xả nó. Chứ đâu có sướng như mày ngồi mình một chỗ gì đâu. Bà ơi, thế là con biết rồi. Thế là bà, tại bà cho vay lấy lãi cao thế, thành thử ra người ta mới đặt bà là năm sừng trâu đó, đúng không? Không phải. Nói cái chuyện này tao vừa vui tao vừa buồn. Mày biết không, tao hồi đó tao dưới quê á, năm 17 tuổi á, nhà tao nghèo lắm, tao phải đi chăn trâu. Mà được con cái nha, tao nói tao đẹp, trời đất ơi, tao đẹp sắc nước hương trời vậy mày ơi. Tao nhớ bữa đó tao mới ra khỏi nhà, năm đúng sinh nhật 17 tuổi nghe, tao mới bước ra khỏi nhà, tao nói chim nó rớt bịch bịch đột 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 đột, nó chết trước mặt tao vậy mày. Cái tao ra ngoài hồ cá, tao cho cá ăn, không con cá nào dám mà mình moi lên để nó ăn hết trơn, nó lặn hết trơn rồi mày ơi. Thấy bà kinh khủng quá, nó chết hết hả? Đâu phải, nhan sắc á, tao thuộc loại là chim sa cá lặn đó, mày hiểu chưa? Nhưng mà tao coi kiểu này nè, tao nhớ đời đời mày ơi. Tao đẹp đó nữa mà trâu mày đồng nó còn mê tao mà. Mày biết không, con trâu đó nó có dòm tao, tao để ý nó một cái sừng, cái thẹo nhỏ nhỏ trên trán đó, tao để ý nó mà. Cái lâu lâu nó dòm tao, tao biết mắt nó muốn gì nữa. Tao bảo gì, làm sao tao chịu nó được mày? Ôi. Mày biết không, cái bữa đó nó chịu không nổi hay sao á, nó cứ nhầm cái bụng tao mà nó hút vô mày ơi. Cái tao quýnh quá không biết sao, tao bẻ hai cái sừng luôn, tao quất, 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 trời ơi, tao nói nó chết tươi mày. Từ đó tao có tên cô Năm Sừng Trâu luôn. Mà cũng nhờ vậy, tao ế luôn tới giờ. Trai trong làng đâu ai dám dòm tới tao đâu à. Mày biết không, trâu tao còn giật chết không như người. Còn mày, mày bảnh trai quá, mày sầm đi, mày đi ăn cướp gì vậy? Ăn cướp là ngày xưa, bây giờ con ăn mày. Bảnh trai thì bảnh trai chứ, con nói bà nghe đấy. Thì thấy mình sám hối thôi, thà mình đi ăn mày sướng hơn, làm ăn cướp vất vả quá. Tự nhiên đứng trước cửa chùa, tao cũng thấy tao muốn sám hối mày ơi.
Tại tao cho vay lời các cổ khác chị đi ăn cướp. Mày thấy không? Đúng rồi, đây bởi này tao nói bà nghe này. Cái sao? Nghề ăn cướp ấy, của con với bà là đồng nghiệp. Bà cũng ăn cướp nhưng bà ăn cướp không cần dùng súng đạn thôi. Bà hiểu không? Cho vay ăn lời các cổ giống ăn cướp thôi à. Đúng vậy. Bởi vậy lâu lâu tao phải lên chùa tao sám hối nè. Tại ra cửa chùa nè, lúc nào cũng rộng mở, mình có lòng á, Phật không có bỏ mình. Tao thấy ăn ở sở lợi á, ông trời ông gửi ông cho. Ông cho mình phải xài nha mày, mày đừng có hà tiện rồi nha. Tao dặn mày đừng có hà tiện, mày phải xài nghe chưa. Mày hà tiện, ông lấy lợi mấy hồi đó. Thành ra mỗi lần tao kiếm được 1.000 đô hả, Thế nào tao nói bận cái gì tao bỏ hết á. Tao lên chùa, tao cúng 5 phần. Ôi thế bà tốt quá rồi, bà kiếm được 1.000 bà cúng vào chùa 500, thế là phước đức đầy nha nhỉ. 5 đồng. Cha bà mới bảo bà cúng 5 phần. 5 phần ngàn. Thì 5 đồng phải sao? Gì mà dòm tao? Bộ mày không tính tiền tao trước khi tao đi ra khỏi nhà tao, tao lên chùa tao phải đi ăn sáng hả? Mày không tính tiền tao lái xe tao hay đổ xăng hao tiền xăng hả? Mày không tính tiền tao ra đi lên mấy cái bậc thang này nè, nó hao dài hao dép tao hả? Mày không tính tiền tao quần áo hả? Mày không tính tiền tao khát nước tao mua chai nước tao uống rồi, mày không có tính tiền tao là mua giấy gì đó, khăn giấy tao lau lên mặt tao hả? Tính ra cũng mấy chục bạc chứ mày tưởng hả? Gớm với Phật Thánh mà bà còn tính thế, thảo nào bà cho con 10 đồng mặt bà cứ kinh khủng á. Phật á, mà tao cũng có 5 đồng à. Cái bản mày á, bản mặt mày á, tao giọng vô họng mày đắp bồ. 10 đồng bạc mày muốn gì mày xỉa xói tao hoài vậy? Đâu có xỉa xói gì đâu. Để con tìm tiền con thối cho bà. Lẹ lẹ đi tôi về. Gớm đem tiền mặt trong người. Bà lấy cái tay. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm ơn làm phước bố thí cho con. Xin đồng cảm ơn anh đẹp gái, chị đẹp gái. Chúc giời ban phúc. Bà thấy bố thiên sư nhà nó xin như thế mà chảy cả nước mồm nước dãi ra, mà nó nhìn xong nó thọt thọt trong túi, xong rồi con kia nó khều xong thằng nọ đi. Gớm, mày không có tiền mày dẫn bồ mày đi chơi làm gì? Làm đeo và vất vả thôi bà. Lẹ đi. Đây để tiền mặt trong người đây. Gớm, bà thấy không? Người đâu của đấy bà. Bao nhiêu tiền con mang theo hết. Không thèm gửi nhà băng. Sao mày không gửi nhà băng cho an toàn? Gớm, nhà băng có an toàn. Bố mày không sợ ăn cướp hả? Trời ơi, mà mày là ăn cướp rồi mày còn sợ ai nữa? Đúng rồi, bởi thế con mới giữ tiền trong người đấy. Thì gửi bà nhà băng biết không? Đi. Ủa, nhà băng không quan trọng đâu, nhà băng không ăn thua gì. Sao vậy? Ông bà mình có câu người đâu của đấy, đấy đồng tiền nó đi liền khúc ruột. Đấy, bà hiểu không? Thế nhà băng làm gì chắc chắn đây 8 cái casino ở bên Mississippi đấy, nó chứa bạc tỷ, chỉ một trận bão Katrina nó đưa mẹ nó hết ra biển rồi. Bây giờ thằng tỷ phú nó còn không có tiền bằng con đây này. Mấy chủ casino giờ chết hết. Mày nói nhiều quá thôi, thì tao lại đi. Thằng này nó kiếp trước nó câm, sao kiếp mày nói quá trời quá đất vậy mày đi. Không chuyện gì mà cứ ngồi đếm tiền hoài. Đây. Đây con gửi là bà 90. Đây chúc bà làm ăn may mắn phát tài bà nhá. Đừng có rủa xả tao nghe. Không ai rủa bà đâu. Thôi tao đi đó. Vâng. Cái gì? Tính cho thêm à? Thêm cái gì? Welcome. Một bữa mày rủa người ta dữ lắm mà. Sao hôm nay mày không rủa tao nữa? Cô ơi, nảm ơn Nam Phúc bố thí cho kẻ tật nguyện 1 đồng à, kiếm thêm tiền chiều mua con heo sữa. Lấy dùm con. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Có chồng cô nhá. Lúc nãy rủa lộn. Ê, tao thấy mày làm ăn mày tao ham quá à. Mày ngồi chút xíu, mày nào tốn chút xíu nước miếng mày kiếm 20. Bây giờ tao ngồi trước cửa chùa, tự nhiên tao thấy lương tâm tao cắn rứt. Thành ra tao á tính đổi nghề. Thôi bà đang sang trọng này, bà đổi nghề ăn mày ai xem. Sao mày biết tao đổi nghề ăn mày hay vậy? Thế bà tính đổi nghề chỉ có thể bà nhìn thấy con làm ăn khấm khá, bà tính đổi nghề ăn mày gì? Đúng mà, tao nói mày nghe, mày chỉ tao được không? Bây giờ tao tính bỏ nghề cho gian lời cắt cổ rồi đó. Không, con nói bà nghe này này, làm ăn mày ấy không phải là có tài mà phải có duyên nữa. Duyên? Bà có duyên bà xin người ta mới cho, không có duyên nó chửi trong mặt ấy. Thì giờ mày dạy tao đi, sao tao biết được ăn mày? Tao nào giờ tao đâu có quen đi ăn mày như mày đâu. Không, nếu mày mà chỉ bà, nghề cho tao đi. Bà muốn như thế thì con tận tình chỉ bảo cho bà. Chỉ nhưng đi. Mà bây giờ bà phải rehearsal trước cho con xem. Trời, ăn mày có rehearsal nữa là sao? Thực phải tập thử, hả? Thực tập cho xem. Rồi, mày giờ mày chỉ có tao có thiếu ăn mày không chứ gớm, nhiều khi ngồi không ai cho. Bây giờ mình xin, mình động lòng người ta gì? Vâng, động lòng á. Lại ông đi qua, lại
bà đi lại cho một đồng ăn cơm. Cảm động không? Cảm động không? Gì mà dòm tao? Tao xin rồi hay vậy mà sao mày dòm tao? Bà nhìn trong ánh mắt con có một tia nào cảm động không? Mặt mày chai quá, mày cảm động gì? Xin xong nó cứ đơ như tượng ấy. Chứ sao? Bà cứ xin mà bà cứ như đào hát cái ai mà cho. Cái này bà phải xin như con này vất vả mà giọng mình phải vật vờ lên này này, nằm này này. Hiểu chưa? Phải nằm vật vưởng ra lên này. Nói mà như cái giọng mà ai bóp cổ hết hơi ấy. Nằm sao? Ngậy ông đi qua, ngậy bà đi. Thôi đi. Nói đàng hoàng, nói rặn từng câu hơi đâu tao rặn như mày. Mày thì rặn á, mày rặn theo kiểu chèo cổ. Tao ăn xin theo kiểu cải lương sao giống mày được. Giờ mày chỉ tao đi. Mày luyện cho tao đàng hoàng đi. Bà quyết định như thế hả? Quyết định, tao từ nay tao phải đi ăn mày. Tao thấy tiền tao mê quá rồi. Chưa có ai mà chọn cái nghề kinh khủng như bà này. Em tưởng là có mình em chứ good idea đấy. Mà em nói nghe này, thế một ngày ấy, nói thật sự ra đây này, bà biết thu nhập một ngày bao nhiêu không? Đây, bà muốn thì con chỉ cho bà tận tình. Bao nhiêu? Nhiều khi mèo mù vớ cá rán ngày kiếm được 200. 200 đô la hả? Chứ không nghĩa 200 gì, 200 tiền âm phủ à. Trời ơi, 200 đô, một tháng 6.000, không có vốn, không đóng thuế luôn. À, trời ơi, được, từ nay tao theo mày, tao học đâu đi ăn mày luôn. Bà quyết định như thế. Quyết định. Con nói bà nghe, đây là bắt đầu nhảy vào lĩnh vực business. Ừ. Con truyền nghề cho bà. Ừ. Bà dáng bà vật vờ vật vưởng, bà lăn lộn như thế nào con không cần biết. À. Mỗi ngày bà đóng con 40%. Đấy, trong business người ta gọi là chia tứ lục. Bà vất vả lăn lộn kêu gào kêu khóc, bà ăn 60, con ở nhà con ăn 4 thôi. Nè, mày nhìn kỹ tao nghe. Tao cho vay có 20% á, mày nói tao cắt cổ người ta. Bây giờ mày nhìn tao đi nghe, mày đòi tao 40%. Mày nhìn tao chừa cái cổ tao ra thôi, từ trên xuống dưới mày muốn cắt cái gì mày cắt mẹ nó đi. 40% vô đồ gian ác. Tao móc mắt bây giờ cái gì? Đồ gian ác à? Vậy mà mở miệng ra nói đạo đức, đồ xảo trá, đồ xảo ke. Bởi vậy tao nói có giàu á, cũng trời cũng ngồi cho ngồi lết qua đích lợi vậy hà. Bà. Vậy? Công nhận 12 bà mụ có thời gian ngồi nặng đẹp bà như tượng ấy nhỉ? Cứ bà càng chửi cái mồm bà càng đẹp gớm, sao người nào mà chửi mà mồm xinh thế cơ lị. Ôi giời ơi, bà chửi cái nốt ruồi bà nó cứ bay lên bay xuống, bay lên bay xuống. Ôi xinh kinh khủng luôn đấy. Đây, đầu năm đầu tháng bà đừng chửi như thế nha. Gớm, bà cho tiền ai bà phải vui vẻ. Đấy, bà cho tiền mà bà cứ lầm bầm như thế. Đấy, cái chùa này linh lắm. Gì linh? Gớm hôm qua có con mẹ kia cho con có 1 đồng thôi. Bà chửi quá trời luôn, xong vừa bước chân ra đường xe cán mẹ quẹ ai rồi. Mày nói thiệt nghe ớn ơi. Ừ, bây giờ không những bà cho 10 đồng mà bà cho con 100 bà vẫn phải cười. À, dân cụ 100 đó. Như thế phước nó vào nhà. Mày mà tại sao mày đòi tao 10 đồng? Mày cứ ăn xin mày donation 10 đồng là sao? Ôi, nguyên tắc mà. Thôi tắc, đây. Lần sau rồi đi. Lần sau đi tin, đi xin rồi biết. Thôi, chúc bà vui vẻ, may mắn với bà nhé. Tao nói mày nghe. Hồi 17 tuổi tới giờ, từ lúc mà ví dụ năm sừng trâu tới giờ đâu có ai khen tao đâu. Giờ có mình mày khen năm. Thành ra năm thấy năm cũng. Tại mày nhỏ tuổi với mày có vợ rồi chứ. Mày lớn lớn, năm ngồi tao năm lết với mày luôn. Nó chơi mày, tao về đó ha. Thôi chung năm gặp nhiều may mắn năm nha. Dạng sự như ý nha, nhớ kiếm tiền nhiều nhiều nha. Tết năm sau tao lại tao thưởng cho mày 10 đồng nữa ha. Rồi hẹn đến năm sau kìa. Thôi chung năm mau có chồng năm nha. Thôi con dọn hàng năm ơi. Thôi em về thôi.